Anh ba cốc, từ ngày lấy được vợ, thì đâm lo ngày, lo đêm. Sao cho chóng trả được món nợ cưới không thi dày giả to chứ chẳng chơi. Đụng vào những chỗ hóc búa, lắm lúc rát cả mặt. Vợ anh là con bác khán thủ làng trên, anh là phu tuần, hai người lấy nhau, cả hai làng, ai cũng khen là vợ chồng kén chọn được chỗ xứng đáng. Nhưng thực ra, vợ anh lấy anh cũng vì đôi bên là chỗ, thanh khí, nghĩa đen là bén, tiếng, quen, hơi nhau trước mã rồi bất đắc dĩ bác khán sợ anh như những hạng sở khanh mới ép anh phải lợi số trời có khác trước kia anh nghĩ đã sinh ra làm con trai tất nhiên là phải cưới vợ cho hợp lẽ tạo hó hả nhưng cưới được vợ thì tốn kém quá tiền nỏ tiền kia tiền ăn uống ít ra mất hàng chục nghĩ đến cái hàng chục anh lại lắc đầu lè lưỡi muốn chịu thua đành vô phép tạo hóa làm trai tơ suốt đời vợ ị vậy mà ra nói cho anh biết ở Hà Nội bây giờ, người ta cưới vợ phải dẫn những kim cương, những vàng ngọc, dùng những áo thêu, giày vá, đi những ô tô, máy bay, tốn kém đến hàng nghìn, thì quyết anh không tin, cho là chuyện hoang đường ở nước nào, đời nào kia đấy. Lấy vợ mà phải lo đến hàng trăm, không đủ méo mặt ra rồi à? Và vợ cũng là người, nào phải cái quái mà làm hại nhiều như thế? Thế nhưng trời sinh ra thế anh ba cốc nghĩ đến cưới thì sợ nhưng nghĩ đến vợ thì thích bởi vậy anh mới lân la trò chuyện với chị ba bây giờ trước chuyện to ở đám đông sau chuyện nhỏ ở chỗ vắng rồi sau nói thầm ở một nơi kín vì anh chị nói thầm khẽ quá nên bác khán nghe tiếng bắt anh phải lo cưới cho được chị về bởi vậy anh cốc quyết bắt chẹt bố vợ cố mặc cả sau anh lấy được vợ hạ giá hơn người ta chỉ có 15 đồng bạc. 15 đồng bạc một cô vợ sinh, 15 đồng bạc một cô vợ yêu, thích nhỉ, nếu vào địa vị chúng mình thì phải biết là đáng mừng. Nhưng vào anh ba cốc, một người cầy sâu cuốc bẫm quanh năm, làm ăn vất vả, vắt mũi không đủ đút miệng, thì đến 15 hào cũng đủ lo méo mặt, chứ nói gì đến 15 đồng bạc. Nhưng 15 đồng bạc tiêu vào một việc bổn phận làm người, thôi, anh cũng cố vay mượn của các bà con thân thuộc nói khó với người ta, nên được gần đủ. Ngày hẹn cưới sắp đến, bác Hán thúc mãi anh, anh mới lo được chẵn chục bạc. Anh cứ đánh liều đưa sang bên nhà gái cho xong chuyện. Còn năm Đồng, anh xin chịu lại ông nhạc, hẹn đến mùa tới thì trả nốt. Ý anh định rồi sau này, khi đã là bố con, anh có thể lấy cảm tình mà xí xóa món nợ. Nhưng không được, bố vợ anh láo hơn, bắt anh phải viết văn tự cẩn thận. Phải thời buổi kinh tế khó khăn, như thế là bác khán đã nhân nhượng lắm rồi chứ như người khác. đồ anh có đón dâu nổi ngày hôm ấy, anh thử lên Hà Nội, thử một thức hàng mà xem. Nếu anh đặt được ít tiền trước, rồi không có đủ để trả nốt, thì anh chớ hỏng mang đồ về. Mà vợ cũng là đồ chứ xa ỏ lấy vợ mà được, biên bông, như anh, là may đỡ ý nhưng rồi anh ba cốc lo lắm. Cưới được lâu ngày bao nhiêu, thì hẹn trả chóng đến bấy nhiêu vụ gặt xong mà anh y xác ra, thì quyết anh chẳng yên được. Anh đã tính chán rồi ý đến ngày mùa, hai vợ chồng làm nai lưng cật lực, chưa chắc đã đủ tiền để trang trải các món nợ ông chủ, huống chi là năm đồng bạc nợ ông nhạc. Anh định nếu rồi không cười trừ được, thì anh cũng đành xin khất lạ ý chẳng lẽ ông ấy lại trẻ xác anh ra à. Nếu anh bị trẻ xác, thì con gái ông ấy quá chồng, còn thiệt bằng người. Nhưng ở đời tính một đường nó thường đi một nẻ ỏ vợ anh khuyên anh nên trả cái món năm đồng ấy trước. Anh lại chẳng nhẹ khi hẹn đến ngày, bác khán cứ gọi anh đến mà đòi nặng nặc. Trước còn ngọt ngào dỗ dành sau bác biết anh chỉ còn bộ răng nhe ra đấy thôi, bác liền đâm ra nói nặng. Không chịu nổi những điều đau đớn, anh đành lần mặt. Bố vợ cho gọi, anh cứ thoái thác cớ nọ cớ kia, không đến nữa à mấy lần bác khán gọi anh ba cốc không được, thì tức. Bác mới gọi chị ba đến, bác chửi đánh cho một trận thật đau, bắt phải về đòi chồng cho kỳ được món tiền năm đồng ở ý chị ba sợ bố về đòi chồng nằng nặc, nhưng vợ đòi nợ chồng thì một cái hôn là đủ xí xóa. Vợ anh bảo nếu mình không giả được thì ông bắt tôi về. Nghe câu nói dọa vô lý, anh chẳng sợ một tí nào họ, dù bố vợ anh có bắt vợ anh về thực thì chẳng qua như cái lối chủ nợ bắt đồ cốt để làm oai, khiến anh phải lo cho kỳ như thế là dạ ý đồ thì không biết đi, không biết trốn, chứ đồ người nào phải vật vô chi vô tình. Dự sao nổ ý chẳng lẽ bác khán sò chạc vào mũi con gái mà buộc suốt ngày vào chân giường, để nuôi cơm báo cô mã ý chỉ cho ba hôm, bác sót ruột lại phải thả con ra nga ý lúc ấy anh cứ chịu khó nghe chửi một trận nữa là trôi việc. Nhưng anh đoán không đúng, bố vợ anh chưa tịch ký vợ anh, đã áp đảo đến nhà anh mà chửi rủa à. ngày nào tấn kịch ấy cũng diễn ra độ nửa giờ mà bao giờ anh cũng đóng một vai tuồng câm. Xong, già néo đứt dây anh cứ thấy ông bà ông vài ngày nào cũng bị mời lên ăn vật chẳng ngon, thì anh động tâm. Cho nên, đến lúc bác khán bảo nếu anh không trả thì bác bắt con gái về. Anh đâm khùng, liền đáp lại, thì nó đấy, ông muốn đem nó đi đâu thì đem. Chị ba cốc thấy bố đẻ và chồng xử với nhau cạn tàu giáo máng, thì chỉ thút thít. Chứ bênh bên nào cũng tội hôm sau, đi đâu về, chị ấy nói với anh một chuyện nghe buồn quá, anh ơi, tôi lấy anh chốc đà một năm tròn. Tôi không ngờ đâu chỉ vì có năm đồng anh thiếu mà sinh chuyện. Ông nhất định bắt tôi về, anh nghĩ thế nào anh ba cau mặt, thở dài, ông dọa thế, chứ ông trả nữa. Không phải chuyện dọa ả à. nội nhật ngày mai, nếu anh không giả được, thì ông không đắn đo nữa đâu thì nhà cứ tạm về, tôi sẽ thu xếp sau, thu xếp sau thì chậm quá. Nghe như ông đã định liệu công việc cả rồi, ông đi kiện tôi à? lý vậy nhưng còn tình nữa chứ anh ba cốc tin ở chữ tình nên bằng chân như vạ ị phải bác khán nghĩ đến tình bố vợ con rể nên không nỡ kiện thạ nhưng bác bắt con gái về không cho ở với anh ba cốc nữ hạ à. anh ba cốc chờ vợ năm hôm lại mười hôm rồi nửa tháng đến một tháng anh nóng ruột nhớ vợ long tong chạy ngược chạy xuôi để vay tiền chuộc nhưng không ai tin mà cho anh mượn nữ hạ à. anh bèn liều đến nhà ông nhạc lại van khóc lóc nhưng bác khán một mực lắc đầu, sai con trai đuổi anh ra khỏi cửa ạ rồi từ hôm sau, cấm không cho anh vào nhà. Anh định đâm ỉ, ỉ mãi, thì tất cũng có một ngày ông nhạc giữ vợ anh chán, rồi cũng hồi tâm mà nghĩ lại, cho vợ chồng anh ăn ở với nhà ụ nhưng trong khi đương thi hành cái chương trình y, thì anh nghe tin rằng người bạn trăm năm của anh, vì bố ép, nên chỉ trăm năm với anh có một năm, còn 99 năm nữa, thì trăm năm với cụ Lý Bá dưới cuối tổng làm vợ lẽ thứ bảy để gán món nợ hai chục bạc mà bác khán đã vay cụ năm trước. Trần Thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi. Sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn. Hy vọng qua câu chuyện, chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa